Chương trình Ô cốp mỗi xã phường một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn dựa trên việc khai thác các lợi thế về nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có tính đặc trưng, đặc hữu ở mỗi địa phương. Qua hơn 3 năm triển khai, chương trình Ô cốp đang tạo ra sức lan tỏa rộng khắp. Giai đoạn 2018-2020, cả nước đã có gần 4.500 sản phẩm được đánh giá xếp hạng từ 3 sao trở lên. Đã có hơn 2.400 chủ thể tham gia chương trình Ô cốp. Giai đoạn 2021-2025, chương trình Ô cốp được xác định là giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế nông thôn. Để hướng tới mục tiêu ấy, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ, giải quyết trong triển khai chương trình Ô cốp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau hơn 3 năm triển khai thì đến nay chương trình Ô cốp mỗi xã phường một sản phẩm đã và đang lan tỏa rộng rãi, được đông đảo người dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp ở khu vực nông thôn hưởng ứng tham gia, trở thành một giải pháp quan trọng hiệu quả trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Hơn 3 năm qua thì nhiều kết quả tích cực đã đạt được, song việc triển khai chương trình Ô cốp vẫn còn đó những khó khăn, hạn chế, thách thức cần tháo gỡ giải quyết để có thể hướng tới các mục tiêu phát triển sản phẩm Ô cốp trong giai đoạn từ 2021 cho đến năm 2025. Và đây cũng là nội dung mà chương trình Chuyện từ Chính sách ngày hôm nay sẽ trao đổi và bàn luận. Và tới tham gia chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, là cơ quan quản lý nhà nước và chủ trì triển khai chương trình Ô cốp. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Xin giới thiệu bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn. Bắc Cạn là địa phương rất tích cực triển khai chương trình Ô cốp trong thời gian qua. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn hai vị khách mời đã đến với Chuyện từ Chính sách ngày hôm nay. Thưa ông Nguyễn Minh Tiến, sau hơn 3 năm triển khai chương trình Ô cốp thì ông có thể đánh giá sơ bộ những kết quả nổi bật mà chương trình này đã tạo ra cho đến nay? Thì đến thời điểm này, theo con số chúng tôi cập nhật thì chúng ta đã có 5.105 sản phẩm, và như vậy là đã gấp hơn 2 lần so với mục tiêu chúng ta đặt ra. Và trong số đó thì có 63,5% là sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, 35% là sản phẩm đạt 4 sao, và đặc biệt là có 1,3% sản phẩm đã được các địa phương đánh giá là 5 sao. Và đây chúng tôi xin chia sẻ nữa là trong chuyến đi vừa rồi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Nhật Bản thì Thủ tướng đã tặng quà Ô cốp của Việt Nam cho các lãnh đạo chính phủ Nhật Bản, và những cái quà đó nằm trong đó là những cái sản phẩm Ô cốp 5 sao đã được chúng ta công nhận, có những đặc sản của miền Bắc, có đặc sản của miền Trung và có đặc sản của miền Nam, đã cho thấy được rằng là cái chất lượng của sản phẩm Ô cốp đã nâng tầm, và đối với những sản phẩm Ô cốp 5 sao hoàn toàn đáp ứng được các cái tiêu chuẩn quốc tế. Thế còn một cái điểm nữa mà chúng tôi mong muốn nói tới mà trong cái phóng sự chúng ta nhấn mạnh, đó là tính lan tỏa của chương trình. Có lẽ hiếm có một chương trình nào mà chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta triển khai, chúng ta đã phát triển được đồng loạt, được sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ trung ương, đặc biệt từ tỉnh xuống huyện, xuống xã. Đến thời điểm này chúng ta đã có 2.839 chủ thể đã có sản phẩm Ô cốp được công nhận. Thì con số này cũng gấp đôi so với cái mục tiêu chúng ta đặt ra ban đầu là có 1.200 chủ thể. Với những thông tin, với những số liệu mà ông Nguyễn Minh Tiến vừa chia sẻ vừa rồi, có thể nói đã tạo một cái nguồn cảm hứng rất là tích cực đầu chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi được biết rằng Bắc Cạn là một địa phương miền núi nhưng đã triển khai rất sớm, rất bài bản chương trình Ô cốp. Vậy thưa bà, đến thời điểm này thì có thể nói là Bắc Cạn đã đạt được những cái kết quả tích cực và có thể chia sẻ với khán giả truyền hình cả nước ra sao đấy ạ? Cái thứ nhất là chương trình Ô cốp đã thực sự tạo ra được một sân chơi, động lực để thay đổi nhận thức và khơi dậy niềm tin, sự sáng tạo của người dân sản xuất ở cái quy mô nhỏ trong cái điều kiện xuất phát điểm sản xuất hết sức là khó khăn. Và cái thứ hai, với hơn 100 sản phẩm đã được hình thành từ chương trình Ô cốp thì chúng tôi đã tổng kết đánh giá vào năm 2020 thì các sản phẩm của Ô cốp cũng như là các chủ thể tham gia chương trình này thì đều tăng giá trị sản phẩm và doanh thu từ 1,1 đến 5 lần so với trước khi thực hiện chương trình Ô cốp. Và cái việc thứ ba thì chúng tôi đánh giá đây là một giải pháp vô cùng quan trọng, đúng hướng và phù hợp để thực hiện cái nhóm tiêu chí rất lớn, cũng là tiêu chí cốt lõi của chương trình nông thôn mới, đó là tổ chức sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo,
cho người dân ở khu vực nông thôn. Vâng, có thể nói là những kết quả bước đầu rất đáng tự hào sau chặng đường hơn 3 năm cả nước triển khai chương trình OCOP. Tuy nhiên có lẽ vẫn còn đó những cái điều trăn trở. Thưa hai vị khách mời, thưa quý vị khán giả, một trong những điều đầu tiên của chương trình OCOP hướng tới đó chính là khơi dậy được sự chủ động, sáng tạo của người dân, cộng đồng và chính quyền cơ sở nhằm phát huy được các tiềm năng lợi thế sẵn có tại địa phương mình để tạo nên các sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, trong số gần 4.500 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao trở lên trên cả nước trong giai đoạn vừa qua, thì tới hơn 80% trong số đó là sản phẩm cũ, tức là người dân mới đi vào quy chuẩn hóa các sản phẩm sẵn có. Còn lại số lượng sản phẩm mới mang tính sáng tạo thì có vẻ như là chưa nhiều. Thưa ông Nguyễn Minh Tiến, ông nghĩ như thế nào về những con số vừa nêu? Vâng, chỗ này thì tôi cũng xin cập nhật lại số liệu, vì cái con số và số lượng sản phẩm OCOP nó tăng rất nhanh, nó không chỉ tăng hàng tuần, nó tăng hàng ngày. Và cái con số chính thức mà chúng tôi cập nhật đến thời điểm này là 5.105 sản phẩm. Cái thứ hai nữa là số lượng sản phẩm mới thì chúng tôi thống kê đến thời điểm này chỉ có là 8%, nghĩa là khoảng độ là 421 sản phẩm. Thì chưa như vậy thì tới 92% là những sản phẩm hiện có. Thì thực tế chúng ta cũng phải hình dung như chị Hoa, Phó Tịch tỉnh Bắc Cạn cũng chia sẻ, và lần đầu tiên chúng ta triển khai một chương trình phát triển kinh tế ở nông thôn với những cái chủ thể là các cơ sở sản xuất nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, cái năng lực và rất nhiều vấn đề khác họ hạn chế. Thì đối với các địa phương trong giai đoạn đầu, kể cả giai đoạn từ 2018 cho đến 2019 và thậm chí sang đến nửa đầu năm 2020 thì mới chỉ tập trung vào những sản phẩm đã có. Nghĩa là đã có những cái sản phẩm đấy rồi, bây giờ chúng ta chỉ hỗ trợ họ là gì? Là cải tiến quy trình sản xuất chế biến để nó đáp ứng được yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ mẫu mã để nó hợp hơn, nó phù hợp với các cái siêu thị, các cái kệ hàng trong chuỗi phân phối thương mại. Còn lại cái việc mà hỗ trợ phát triển sản phẩm mới rất ít. Như vậy có thể nói là việc xác định và tạo lập ra những cái sản phẩm sáng tạo, sản phẩm mới trong chương trình OCOP cũng là một điều không hề dễ dàng. Cũng bởi vậy, để tạo nên các sản phẩm OCOP mới, độc đáo, có giá trị trên cơ sở các tiềm năng lợi thế tại địa phương thì trước tiên phải phát huy vai trò sáng tạo, sự chủ động của các chủ thể thực hiện OCOP. Và câu chuyện sau đây tại một hợp tác xã ở xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn là một ví dụ. Nguyên liệu có dạng bột này là hỗn hợp của hàng chục loại cây thuốc trong công thức bài thuốc tắm bằng thảo dược truyền thống của người Dao. Nếu như trước đây, để có một chậu nước tắm phải cần thậm chí một bao tải các loại cây, thì giờ các nguyên liệu được hợp tác xã này tinh chế, bột được đóng gói dạng túi lọc, rất tiện lợi cho người sử dụng. Để có được một cái sản phẩm hoàn thiện như ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là khó khăn trong việc mà tìm hiểu cũng như là tạo các sản phẩm, tạo sự khác biệt các sản phẩm. Đầu tiên nó chỉ là các sản phẩm thô mà đóng thành bao tải, có nghĩa rất là bất công để chế biến để mà sử dụng. Và sau đây chúng tôi đã qua cái giai đoạn chế biến sau nữa, đó là dạng túi lọc mà thủ công thì cũng chưa được cái sự hài lòng của khách hàng. Và tiếp theo nữa chúng tôi đã cải tiến thêm về cái công nghệ máy móc thiết bị để tạo ra một cái sản phẩm túi lọc tắm để có thể là cho khách hàng sử dụng được tiện lợi hơn, mà khai thác được cái nhiều cái hoạt chất ở trong cái thảo dược được hơn và có tốt hơn đối với người sử dụng. Kinh nghiệm, tri thức về các bài thuốc, các loại thảo dược của người Dao cộng với sự sáng tạo đã giúp hợp tác xã Thiên An phát triển nên nhiều loại sản phẩm OCOP độc đáo, tiêu biểu như thuốc tắm, thuốc ngâm chân, cao xoa bóp hay gối thảo dược. Các sản phẩm đều được tinh chế và đóng gói nhỏ gọn, tiện lợi, đẹp về mẫu mã, bao bì, thậm chí có thể truy xuất nguồn gốc. Từ những cái sản phẩm thuốc ban đầu thì chỉ là chế biến thô, tức là bán ra thị trường giá không cao. Quá trình sưu tầm và tìm hiểu thì mấy chị em thì đã thành lập được cái hợp tác xã và đã tạo ra những cái sản phẩm tinh bán ra thị trường thì cái mức giá nó cao hơn. Thì từ hai bàn tay trắng mà đến giờ hợp tác xã đã có những cái nguồn vốn khá lớn. Với tính độc đáo của mình, hiện các sản phẩm của hợp tác xã Thiên An được tiêu thụ rộng rãi tại nhiều tỉnh thành trong cả nước với doanh thu khoảng 1 tỷ đồng một năm. Mô hình đã giúp tạo việc làm, thu nhập cho hàng chục phụ nữ người Dao mà trước đây chỉ biết làm nông nghiệp. Thưa bà Đỗ Thị Minh Hoa, câu chuyện vừa rồi là một cái ví dụ rất điển hình cho thấy sự sáng tạo của người dân khi tham gia chương trình OCOP. Vậy thì liệu rằng trong cách làm của riêng mình thì Bắc Cạn có những cái giải pháp ra sao hay có những chính sách cụ thể như thế nào để khơi dậy cái sự sáng tạo, cái sự năng động và chủ động của bà con đây ạ? Để làm được cái việc này thì chúng tôi đánh giá cao cái vai trò công tác tuyên truyền.
Và chúng tôi mất 2 năm để làm cái việc đó là như vậy. 2 năm đầu 16-17 chỉ đi tuyên truyền, tổ chức các hội nghị lớn nhỏ từ tỉnh đến xã. Và đồng thời với khảo sát đánh giá để xây dựng nên một cái đề án cho nó sát với thực tế của mình, sát với điều kiện của mình, làm cách nào đó mà nó phải phù hợp với điều kiện của Bắc Cạn. Và thứ hai, khi đã bước vào thực hiện rồi thì đây là một cái chương trình mà tôi cho rằng là cần phải đồng hành bám sát, vì đặc điểm của chủ thể của chúng ta như vậy nên phải đồng hành bám sát, chứ không phải là một chương trình chỉ đạo bằng văn bản, mà phải liên tục đồng hành, tổ chức hướng dẫn, thậm chí là cả khuyến khích động viên nữa. Chứ cũng không nhất thiết là chỉ yêu cầu về mặt tài chính đâu, mà cái tinh thần và cái động viên khuyến khích họ là nhiều hơn để tạo nên cái thành công của cái chương trình. Vậy thì thưa ông Nguyễn Minh Tiến, ông có thể cho biết là tới đây cái việc phát triển sản phẩm OCOP mới trong giai đoạn 2021-2025 sẽ được Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đặt mục tiêu như thế nào? Và với những cái mục tiêu đó thì chúng ta sẽ tập trung vào các giải pháp gì ạ? Trong cái chương trình giai đoạn 2021-2025, chúng tôi vẫn đặt ra cái mục tiêu là có 10.000 sản phẩm. Như vậy có thêm khoảng độ là 5.000 sản phẩm mới nữa. Nhưng quan trọng hơn trong cái mục tiêu đó, như vừa chúng ta vừa chia sẻ, chúng tôi sẽ phấn đấu là tăng từ tỷ lệ 8% sản phẩm mới lên tối thiểu là 30% sản phẩm. Và trong đó chúng tôi tập trung nhiều vào cái hỗ trợ từ vấn đề về sơ chế và chế biến. Như chị Hoa nói, thực sự nếu như chúng ta không ứng dụng các cái sơ chế chế biến thì mãi mãi sản phẩm của chúng ta chỉ là nguyên liệu, và nếu không nó sẽ là sản phẩm thô, rất khó có thể phát triển được sản phẩm mới. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng muốn hướng tới là tạo những cái sân chơi từ cái cuộc thi về đổi mới sáng tạo. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phối hợp với Đoàn Thanh niên, chúng ta có những cái sân chơi để cho các bạn trẻ có thể đề xuất những cái ý tưởng đó, và những cái ý tưởng nào mà chúng ta thấy khả thi thì chúng ta có thể hỗ trợ họ. Và khi người dân đã thay đổi tư duy, khi người dân đã có niềm tin và niềm tự hào quê hương mình, thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ rất nhiều ý tưởng mới sáng tạo, cùng với sự song hành hỗ trợ của chính quyền các cấp và các nhà khoa học, thì chương trình sẽ lên một cái tầng cao mới. Thưa quý vị và các bạn, một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm OCOP chính là chất lượng sản phẩm. Cùng với quy chuẩn hóa sản phẩm thì chú trọng nâng cao chất lượng cho các sản phẩm OCOP luôn là yêu cầu đặt ra với các chủ thể thực hiện chương trình này để hướng tới tạo ra giá trị khác biệt và thương hiệu với sản phẩm OCOP. Thưa bà Đỗ Thị Minh Hoa, dưới góc độ thực tiễn tại địa phương thì bà có thể chia sẻ về những cái khó khăn hạn chế mà chính người dân hay là các chủ thể OCOP tại cơ sở đang và đã gặp phải trong cái việc thực hiện các khâu để nâng cao chất lượng sản phẩm không ạ? Cái khó khăn nhất trong thực hiện chương trình OCOP nói chung và trong nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP là một cái công việc ở trong đó, thì kiến thức, nhận thức của người dân về sản phẩm, về thị trường đấy là một cái câu chuyện sẽ là một cái khó khăn lớn nhất trong cái việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Xuất phát từ nguyên liệu và những sản phẩm truyền thống thì người dân cũng đi cùng đó là một cái văn hóa và một cái phương pháp sản xuất rất truyền thống. Để thay đổi được cái nhận thức này, cái tư duy này của họ là một cái câu chuyện cần phải có thời gian và cần phải có một cái quá trình để chúng ta đào tạo bồi dưỡng. Và cái điểm thứ hai cũng như tôi đã chia sẻ, đó là cái việc nguồn lực để thực hiện cái nâng cao chất lượng sản phẩm. Nó không chỉ bằng cái ý chí, cái tư duy, nhận thức không, mà còn phải có thực lực nữa thì mới làm được. Nhà xưởng máy móc hay là các cái trang thiết bị mà ứng dụng khoa học công nghệ vào cần phải có nguồn lực. Đây là cái điểm thứ hai mà chủ thể và người dân cũng gặp khó khăn nếu như không có cái sự tác động hỗ trợ. Và cái điểm thứ ba là nó do cái đặc thù của tỉnh Bắc Cạn thôi. Thì Bắc Cạn là một cái địa hình miền núi rất là chia cắt, dân số ít nhất toàn quốc. Và chính từ cái đặc điểm đấy thì hình thành nên những cái vùng sản xuất rất là nhỏ lẻ, manh mún. Nó không thể hình thành vùng sản xuất lớn được. Thế và không hình thành vùng sản xuất lớn được thì nó cũng sẽ là cái hạn chế về cái liên kết trong sản xuất và tổ chức sản xuất. Khi mà không có liên kết chặt chẽ hoặc là không có tổ chức sản xuất lớn mà cứ sản xuất theo quy mô hộ và cơ sở ấy, thì nó sẽ theo nhiều cái tiêu chuẩn quy trình khác nhau và nó không tạo ra cái sự đồng nhất về mặt sản phẩm. Chưa nói đến là chất lượng nó khác nhau. Thưa ông Nguyễn Minh Tiến, đại diện của cơ quan quản lý nhà nước và chủ trì triển khai chương trình OCOP ở cấp trung ương có mặt trong chương trình hôm nay. Khi mà lắng nghe những ý kiến từ cơ sở địa phương như vậy thì ông nghĩ như thế nào ạ? Đối với vấn đề đảm bảo chất lượng sản phẩm thì trong giai đoạn 21-25 chúng tôi vẫn tập trung vào một nhóm những cái cơ chế chính sách. Đầu tiên đó là như chúng ta vừa chia sẻ, chúng tôi sẽ đề xuất những cơ chế chính sách tiếp tục hỗ trợ về sơ chế chế biến để làm sao có thể ứng dụng được những cái dây chuyền, những cái quy trình sản xuất nó hiện đại hơn, nó đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm. Đấy, thứ hai nữa là chúng tôi siết chặt hơn nữa cái khâu đánh giá, kiểm tra, giám sát. Chương trình OCOP, một cái sự khác biệt so với các cái chương trình khác là tất cả sản phẩm khi tham vào chương trình để được cấp từ 3 sao cho đến 4 sao thậm và đến hội đồng quốc gia là đều được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá rất kỹ với sự tham gia của liên ngành để đảm bảo rằng không chỉ đáp ứng được các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn các cái quy chuẩn khác và của thị trường trong nước. Và hiện nay cái quan điểm của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là các sản phẩm tham gia chương trình OCOP hướng tới là phải đáp ứng cả các cái yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế. Và người tiêu dùng Việt Nam sử dụng sản phẩm đó cũng tương đương như chúng ta xuất khẩu đi Mỹ, châu Âu hay Nhật. Và tất cả các cái sản phẩm OCOP hướng tới là chúng tôi yêu cầu nó phải gắn với các cái vùng nguyên liệu để chúng ta giám sát ngay từ vùng nguyên liệu để đảm bảo rằng là cái vùng nguyên liệu đó đúng ra được cái sản phẩm đó. Tôi nói ví dụ như là trong 20 sản phẩm OCOP hiện nay chúng ta có cái trà san tuyết của Hà Giang. Thì để làm ra được trà san tuyết thì chỉ có 127 cây san tuyết cổ thụ. Mỗi cây có những cây lên tới hơn 200 năm. Do vậy, sản lượng hàng năm mỗi cây chỉ ra được từ 25 đến 27 ký. Do vậy, nếu như mà chủ thể mà tăng cái sản lượng lên thì chúng ta biết ngay được rằng là nguyên liệu họ lấy ở chỗ khác. Nó không còn là cái nguyên liệu đó. Như vậy, chúng ta phải giám sát rất là kỹ cái này. Và chúng tôi cũng hướng tới là ứng dụng các cái giải pháp từ vấn đề chuyển đổi số, từ vấn truy xuất nguồn gốc để kiểm soát được các cái sản phẩm ra đến tay người tiêu dùng là hoàn toàn truy xuất ngược lại cái vùng nguyên liệu đó ở đâu, anh lấy nguyên liệu đó như thế nào và toàn bộ cái quy trình đó anh sơ chế, chế biến ra sao để áp dụng được cái an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như các quy chuẩn. Xin cảm ơn những ý kiến trao đổi vừa rồi của cả hai vị khách mời. Xung quanh câu chuyện này chúng tôi tin chắc rằng còn có những rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải bàn, từ câu chuyện là xác định tạo lập sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và đương nhiên có một cái công đoạn rất quan trọng nữa đó chính là xúc tiến thương mại, bước cuối cùng trong chương trình 6 bước của chương trình OCOP. Bởi vì trên thực tế như các vị khách mời cũng như quý vị khán giả đều biết đó là tại nhiều địa phương, trong đó đặc biệt ở các địa phương miền núi thì việc tiêu thụ sản phẩm OCOP vẫn còn gặp những khó khăn nhất định, ở đó bộc lộ ra những hạn chế cần phải được tháo gỡ và giải quyết kịp thời. Năm 2020, khoai sọ Phi Như là nông sản đạt OCOP 3 sao của tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên đến nay, người dân chủ yếu vẫn trồng loại khoai này theo quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Nguyên nhân là bởi người dân chưa có mối tiêu thụ ổn định cho sản phẩm OCOP này. Chúng tôi cũng chỉ trồng để ăn mà chỉ biết bá ở bản mà ai hỏi mua thì bá thôi, còn bảo là đi tìm để bá cho ai đó thì không biết đi tìm. Hợp tác xã Nông nghiệp CCO Điện Biên Đông là đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện chủ động xây dựng sản phẩm OCOP và đã có 3 sản phẩm là bí xanh, khoai sọ, lạc đỏ. Song cái khó với hợp tác xã hiện nay là vấn đề liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Bà con thì là cái trồng tự do, thế đâm là cái sản lượng là cũng chưa lắm rõ được và chắc chắn được, nên là chưa dám ký kết với những nhà cung cấp lớn, tại vì mình sợ mình không đáp ứng được. Với cái địa bàn điều kiện giao thông đi lại khó khăn và cái chi phí cho cái quá trình lưu thông vận chuyển hàng hóa trên địa các cái sản phẩm OCOP này là hết sức khó khăn. Nếu như các đơn vị mà không thống nhất được cái việc này thì trong cái quá trình thực hiện bao tiêu sản phẩm sẽ dẫn đến cái nhiều cái tranh chấp và dẫn đến cái việc liên kết nó sẽ không bền vững. Thực tế các sản phẩm OCOP hiện có của huyện Điện Biên Đông chủ yếu là sản phẩm thô, có tính chất mùa vụ, thiếu tính liên tục, thời gian khai thác và bảo quản ngắn. Cùng với đó, vấn đề liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với các hộ dân vẫn còn lỏng lẻo bởi vì lợi ích giữa các bên chưa được đảm bảo, dẫn tới xuất hiện tình trạng gãy chuỗi liên kết trong phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi ghi nhận tại tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, có lẽ đó cũng là một phần thực tế những gì đang diễn ra ở nhiều địa phương khác trên cả nước. Thưa bà Đỗ Thị Minh Hoa, địa phương của chúng ta liệu đang gặp phải những cái khó khăn, những cái hạn chế như thế nào trong việc kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm OCOP đấy ạ? Khi mà thực hiện chương trình này, chúng tôi đã xác định ngay một cái điểm rất khác của Bắc Cạn. Đó là Bắc Cạn sản xuất ra nhưng không có thị trường trong địa bàn tỉnh. Vì chúng tôi có đến hơn 80% sản xuất nông nghiệp và nhà nào cũng có, cơ bản nhà nào cũng có những sản phẩm đấy. Và khách du lịch rồi công nghiệp cũng không có nhiều. Thế vì vậy là thị trường trong tỉnh là cơ bản là cũng rất là khó bán, rất khó tìm thị trường. Thế thì chúng tôi đã xúc tiến trong nhiều năm gần đây. Từ 2017-18 đến nay chúng tôi đã xúc tiến liên tục. Thế tuy nhiên thì không phải là chỉ việc xúc tiến thương mại và kết nối thị trường làm được mà đã hoàn thiện được hết. Bên cạnh đó có khi xúc tiến thương mại tốt rồi, tìm được thị trường rồi lại không có đủ sản phẩm để bán. Có nhiều cái đầu mối bán hàng người ta
ký, muốn ký hợp đồng với một cái số lượng đấy, nhưng chúng không có đủ cái số lượng và sản phẩm ổn định để cung cấp là cái khó khăn nhất, nên là vẫn không ký được những cái hợp đồng ổn định. Cái thứ hai là một số cái sản phẩm mà thị trường đã chấp nhận như vậy nhưng cũng không có khả năng mở rộng vì nó có cái tính đặc hữu, đặc sản riêng, như anh Tiến cũng đã vừa trao đổi hay như trong phóng sự chúng ta vừa xem, nó chỉ phát triển ở một cái quy mô đấy thôi. Thế nên cái cách để mà làm thị trường nó cũng phải là nghĩ theo cách khác, chứ không nhất thiết là phải là thị trường lớn, phải là quy mô lớn. Thưa ông Nguyễn Minh Tiến, giai đoạn 2021-2025 này, liệu rằng chúng ta sẽ có những cái cơ chế, chính sách nào để giải quyết vấn đề này ạ? Trong chương trình OCOP thì Bộ Công Thương cùng với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì hiện nay cũng đã phát triển các cái cửa hàng chuyên về sản phẩm OCOP. Hiện nay 23 tỉnh thành đã có 124 cửa hàng, và những cửa hàng này thì nó gắn với các cái điểm du lịch, thì đấy cũng là một cái hệ thống kênh riêng. Vì đối với đó thì cái du khách đi, người ta khi người ta trải nghiệm, người ta thấy được cái văn hóa, thấy được vùng nguyên liệu thì người ta cũng mong muốn làm quà về, thì đấy là một hệ thống. Thứ hai nữa là hiện nay chúng tôi cũng đẩy mạnh thông qua các hệ thống thương mại hiện đại, ví dụ như các cái kênh thương mại lớn, thì ở đây ví dụ như Bắc Cạn cũng đã có cái tiếp cận với tập đoàn Center Retail và cũng có những cái gian hàng riêng. Thì cái cách chúng tôi phối hợp với tập đoàn Center Retail hay là Sài Gòn OCOP là hướng tới là sẽ có những cái kệ hàng riêng, khu riêng để trưng bày cho những cái sản phẩm OCOP. Thì như vậy người tiêu dùng mới có điều kiện để phân biệt những sản phẩm đặc sản với những sản phẩm mà đại trà của các cái tập đoàn lớn. Cái điểm thứ ba nữa mà chúng tôi mong muốn hướng tới mà nó là một cái xu thế tiêu dùng hiện đại, đó là thương mại điện tử. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế thì tại nhiều địa phương, việc tiêu thụ sản phẩm OCOP thông qua thương mại điện tử đang dần trở nên phổ biến, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang có những ảnh hưởng tới việc tiêu thụ nông sản cũng như sản phẩm OCOP như thời gian vừa qua. Thay vì bán những trái cam theo phương cách truyền thống, thì ở vụ cam này, nông dân vùng trồng cam Việt Gáp, Vĩnh Phúc, Bắc Quang, Hà Giang đã đưa gần 10 tấn cam của mình lên sàn thương mại điện tử. Với cam sành cũng như cam vàng của Hà Giang thì qua cái việc triển khai cũng đã được khách hàng trên toàn quốc thử nghiệm và cũng như đánh giá về chất lượng sản phẩm. Kết hợp với các doanh nghiệp như FPT, Bưu điện Việt Nam, Viettel, tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ bà con đưa các đặc sản địa phương lên các nền tảng bán hàng online và thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử đặc sản Hà Giang.net. Nhiều lớp tập huấn, đào tạo hỗ trợ về công nghệ truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử cho các hợp tác xã, doanh nghiệp cũng được cả hệ thống chính quyền hỗ trợ triển khai. Đẩy mạnh vào cái việc tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử và gắn với đó là gắn với chương trình kinh tế số của tỉnh Hà Giang. Và trên chương trình mà thực hiện cái chương trình này thì khả quan là chúng tôi đánh giá là đây là một kênh tiêu thụ rất là hữu hiệu, đặc biệt là trong giai đoạn Covid hiện nay. Đến nay, Hà Giang đã có 193 sản phẩm được phân hạng và công nhận đạt sao OCOP. Đây cũng là địa phương xếp thứ 12 cả nước về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020. Nhờ vậy, ứng dụng công nghệ thông tin vào giới thiệu bán các sản phẩm OCOP trực tuyến đang ngày càng phổ biến ở vùng đất địa đầu của Tổ quốc này. Chúng ta vừa đến với câu chuyện tại Hà Giang, còn với Bắc Cạn, thưa bà Đỗ Thị Minh Hoa, địa phương của chúng ta thì đã có những cái mục tiêu và giải pháp chuyển đổi số trong cái chương trình OCOP được xác định và triển khai cụ thể như thế nào đấy ạ? Hiện nay thì toàn bộ cái chương trình OCOP thì chúng tôi đã có một cái xây dựng một cái phần mềm để mà dữ liệu cái chương trình OCOP đó và chấm điểm cũng như là hồ sơ thì chúng tôi thực hiện trên một cái phần mềm. Và cái việc thứ hai đó là số hóa toàn bộ các dữ liệu sản phẩm OCOP. Thì hiện nay chúng tôi có 131 sản phẩm, thì cả 131 sản phẩm đã được số hóa rồi và đang tham gia trên cái sàn chung, cái thông kênh thông tin chung của chương trình OCOP quốc gia. Cái việc thứ ba thì đó là đa dạng hóa các cái kênh bán hàng, các cái sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc là các cái kênh mạng xã hội hoặc là live stream, rất nhiều cái hình thức như vậy. Và trong năm 2021 này thì chúng tôi đã đưa được 96 sản phẩm để lên cái sàn Vỏ Sò, cái sàn mà đang hiện nay đang nhiều nhất, là 96 sản phẩm và kết nối với lại
57-58 thị trường các tỉnh trong cả nước. Vâng, thưa cả hai vị khách mời, đó là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Thì là mục tiêu đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt ra trong chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025. Vậy thưa ông Nguyễn Minh Tiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tập trung vào các giải pháp nào để thúc đẩy chuyển đổi số trong OCOP hiện nay? Hiện nay khi mua hàng hóa trên mạng, nó có hai yếu tố mấu chốt mà để người tiêu dùng yên tâm. Đầu tiên, sản phẩm đó có phải sản phẩm thật không? Nó đúng người đấy không? Hay là sản phẩm giả? Hay là sản phẩm làm nhái? Thứ hai, đó là vấn đề an toàn về mặt tín dụng thanh toán. Thì đầu tiên, về trách nhiệm của chúng tôi là chúng tôi phải đảm bảo đó là sản phẩm thật, sản phẩm kết nối. Thì chúng ta sẽ có một cái kênh do các cơ quan quản lý nhà nước quản lý, là chúng tôi gọi là cái kênh kết nối ocop.com. Thì bất cứ một cái sản phẩm nào khi chủ thể mong muốn mua ở các cái sàn thương mại khác thì họ hoàn toàn có thể click vào cái điểm để chạy về cái kênh đó, để đảm bảo đây là sản phẩm đúng chứ không phải là sản phẩm làm giả, làm nhái. Cái điểm thứ hai nữa là như đồng chí Phó Tịch vừa chia sẻ, là chúng ta hỗ trợ cho các chủ thể để thực sự là họ có đủ năng lực để đưa các sản phẩm đó. Thì ở đây chúng tôi sẽ hỗ trợ tập huấn kể cả về cách thiết kế bao bì mẫu mã như thế nào cho nó phù hợp với cái vận chuyển thương mại điện tử. Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta hỗ trợ năng lực cho họ để họ thực sự bản thân họ có thể bán hàng online. Thì vừa rồi chúng tôi có tổ chức rất nhiều những cái lớp tập huấn về chuyển đổi số cho chủ thể về những kỹ năng như vậy. Và hướng tới là chúng tôi theo cái định hướng làm sao là mỗi chủ thể là sẽ là một doanh nhân số để họ trực tiếp có thể live stream bán hàng sản phẩm trên họ. Thì họ có thể rất nhiều cách, họ có thể mở tài khoản trên Facebook hay là các cái mạng xã hội khác, hoặc họ có thể kết nối thông qua Zalo để có thể tạo ra được một cái nhóm có những cái sản phẩm cùng với nhau, và như vậy tiếp tục với người tiêu dùng. Thì như chúng tôi cũng vừa chia sẻ, và đặc biệt cái điểm nhấn mạnh của đồng chí Phó Tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn rất đúng, là đối với sản phẩm OCOP ở quy mô nhỏ thì cái cách bán hàng trên mạng và đưa lên cái nền tảng chuyển đổi số là một cách hiệu quả nhất. Vâng, với những ý kiến mà cả hai vị khách mời đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì rõ ràng là xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối thị trường, rồi là gắn kết với chuyển đổi số thì cần phải được ưu tiên khi mà thực hiện OCOP. Bởi vì những điều này thì sẽ quay trở lại thúc đẩy người dân, các chủ thể OCOP sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng và thương hiệu cho mỗi sản phẩm OCOP, từ đó góp phần thực hiện thành công và có hiệu quả chương trình OCOP. Chương trình đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định tiếp tục là giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, với những cái mục tiêu rất cụ thể rõ ràng, đó là đến năm 2025 phấn đấu ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất có khoảng 400 đến 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến, đã có rất nhiều chia sẻ hữu ích với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện từ chính sách của Đài Truyền hình Việt Nam. Tới đây chúng tôi cũng xin khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.